phòng khám đa khoa Phương Nam cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Duy Minh tổ chức ký kết chuyển giao máy xét nghiệm hóa sinh tự động AU480 và máy xét nghiệm miễn dịch tự động Access 2. Tại buổi lễ, đại diện phòng khám đa khoa Phương Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Duy Minh Lâm Đồng đã ký kết chuyển giao hai máy xét nghiệm hóa sinh tự động AU480 và máy xét nghiệm miễn dịch tự động Access 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Duy Minh cho biết, máy xét nghiệm hóa sinh tự động AU480 là một trong những sản phẩm nổi bật của hãng Beckman Coulter của Mỹ. Với khả năng vận hành chính xác cùng hệ thống quản lý hiện đại, thiết bị cho phép thực hiện các xét nghiệm hóa sinh từ cơ bản đến nâng cao với tốc độ 400 xét nghiệm quang trên giờ, giúp tối ưu hóa quy trình chẩn đoán bệnh và rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân. Đối với máy xét nghiệm miễn dịch tự động Access 2 cũng thuộc dòng sản phẩm cao cấp của Beckman Coulter, có khả năng xử lý 100 xét nghiệm trên giờ một cách tự động nhanh chóng. Thiết bị này nổi bật với tính năng linh hoạt, độ nhạy cao và khả năng phát hiện sớm các thay đổi sinh học, hỗ trợ đắc lực cho việc chẩn đoán, điều trị bệnh lý. Được biết, hai máy xét nghiệm này có tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Phòng khám đa khoa Phương Nam Đà Lạt là đơn vị y tế đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng sở hữu. Với việc chuyển giao thiết bị y tế, nhằm giúp cho phòng khám đa khoa Phương Nam có thêm trang thiết bị y tế hiện đại, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh, giúp người dân được thụ hưởng y tế có chất lượng ngay tại địa phương sinh sống. Được biết, phòng khám đa khoa Phương Nam tương đương bệnh viện hạng 3 tại Đà Lạt cung cấp dịch vụ thăm khám và điều trị ở 14 chuyên khoa.